Hai các bạn, là mình đây, AB81. Lâu lắm mình mới làm video tại mình lười á. Hôm nay mình với anh Hùng qua nhà anh Bi chơi. Có mấy chiếc xe của anh mới mua á các bạn, mình muốn quay cho các bạn xem á. Hôm nay thì mình vẫn chạy chiếc R6 của mình đây. Đó. Anh Hùng thì chạy chiếc CBR. Anh Hùng, chiếc này các bạn chắc cũng xem cái video trước á, chắc cũng thấy rồi. Chiếc CBR mà mình làm review á, bây giờ mình đi vô nhà xe cho các bạn xem xe của anh Bi nha. Hùng ca, chào fan cả đi. Chiếc này là anh mới mới lấy nha các bạn, Không, Honda Grom. Anh này. Đây là chủ xe nè, single. Chiếc này làm lên 100 180 cc anh ha. Chiếc này là có 125 thôi nhưng mà người ta làm lên 100 180. Nhìn đẹp. Giờ vô trong coi này. Đây là chiếc R1M của ảnh. Đẹp quá, đẹp luôn. Chiếc này ảnh lúc ảnh mua là bô đồ lên sẵn hết rồi. Của bô titan luôn nè. Đấy, nhìn bén à. R1M thì là cái giống như là cái phiên bản mà top luôn các bạn. Nó có phục ô lìn, sau là phục ô lìn nè. Đó. Phục ô lìn phía sau. Phục ô lìn phía trước nữa. Còn carbon, các bạn để ý R1M thì nó có hầu như là carbon này, đấy cái miếng trước là carbon, cái gì là cũng carbon luôn, cái miếng đây nữa, hai miếng bửng hai bên xe carbon luôn. Cái này thì anh gắn thêm nha. Chiếc này thì tay thắng đồ lên hết rồi, mình không biết hiệu gì nữa. Puge đây nè, đó hiệu đó đó, PUIG, Puge hai bên luôn, chống đổ. Nhìn đẹp quá không? Phục nè, coi phục ô liền nè, nhìn đã không? Rồi bên đây cũng anh mới mua luôn. Mới mua hôm qua hôm kia vậy á. Chiếc R1 đời 2007 full carbon luôn. 2009 nhá, đời 2009 sao á. Full carbon luôn. Quay phía trước cho các bạn xem. Mắc cú nè, rồi một mắc cú. Phục là phục ô lin luôn các bạn. Người chủ trước người ta lên á, lên phục ô lin luôn. Về thì carbon luôn. Carbon mình sờ gõ là biết nghe cái tiếng của nó nè. Đó. Carbon thiệt luôn các bạn. Còn tay thắng là tay thắng CRG carbon luôn. Hai bên, bên này tay thắng, bên này tay côn, COG hết. Đấy. Đây này là côn. Cái này mình điều chỉnh ấy được nè, bằng cái nút này để xa gần tùy cái mình thích. Sườn thì ốp. Ốp carbon luôn các bạn, sườn. Đó, xuống dưới luôn. Cái lại gấp nữa, cái gấp cũng ốp carbon luôn. Phục sau cũng là phục ô lin luôn các bạn. Anh kêu là cái phục ô lin này là cái loại để đi đua các bạn. Với lại chiếc này chủ trước làm á là để chạy track á, có quick ship luôn. Chủ trước chạy làm chiếc này là để chạy track, nguyên cái đuôi cũng carbon luôn. Bô nó là bô toast. Nãy ảnh nổ máy lên quá, tiếng nó nghe căng lắm, nhìn quá đẹp luôn. Đấy. Đây là xe bạn của anh Huy, xe của Eric, cũng chiếc R1 luôn, bô Acrobic, hai bô đúc đích. Chiếc này thì không có gì nhiều hết, chỉ có lên cây bô đồ thôi.
cũng bình thường. Chiếc này hôm bữa cũng đi chơi với tụi mình, đi ra hồ chơi các bạn. Đó. Rồi, sang bên đây là chiếc R6 đời 2009 hay sao á. Chiếc này cũng giống chiếc của mình, nhưng nó khác một cái là cái dàn áo hơi khác xíu. Chứ lại chỗ đây nè, bán bạn để ý mấy chiếc đời 2007 đồ á, 2007 chứ, chiếc này 2007. Cái gương nó là nằm ngay đây nè. Đó, hai bên để ý, gương nằm ngay đây. Còn chiếc mà của mình á, đời 2009 trở lên á, phải cái gương nó nằm ngay đây nè các bạn để ý. Chiếc này thì cũng có ít đồ chơi nè, ốp là carbon, carbon thiệt luôn, tay thắng. Dàn áo thì dàn áo mới thay bữa bị xòe, để em đứng xa ra các bạn xem. Này ốp này cũng carbon luôn, bình xăng carbon. Cái này bữa nó bị té sơn lại chưa cái ấy. Đẹp quá ha, mình ưng cái màu R6 mà cái màu xanh dương, màu trắng này mình thích thích lắm. Ra ngoài đây coi chiếc đây được không? Này lên Fubo luôn, Yoshimura, lồng là lồng Takigawa nha, cho các bạn xem bên này. Lồng lợn ba. Lồng lợn gì nè, lồng ta kia qua đi dân dân chơi nhìn phát biết liền luôn á. Honda Chrome, bên Việt Nam mình như gọi là MX MSX hay sao chiếc này á. Ok, mấy chiếc video này mình tay dùng đến quá. đây thôi, các bạn xem nhớ đăng ký và chia sẻ nha. Gương là phạt thị gương. YouTuber Phạm Thị Cương. Quá đã, quá đã. Sao lên?